Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Ngày hôm nay thì tiếp tục những cái video giới thiệu tới các bác những cái bộ dàn mini sách từ Nhật nói chung. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới các bác một bộ sản phẩm mini ampli đèn tích hợp chạy bóng đèn. Và đây là một trong những cái bộ sản phẩm rất hiếm tại thị trường Việt Nam và em có đưa về ngày hôm nay đây. Đây là một bộ sản phẩm size mini chạy ampli đèn, vì thế là các bác có thể khai thác nó ở trong những cái nhu cầu như là phòng ngủ hoặc cũng như là những cái bàn làm việc các bác nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở hộp cái thiết bị này. Khi mà tìm hiểu về cái thiết bị này thì em thấy đây là một bộ sản phẩm còn nguyên thùng xốp chủ Nhật, người ta dùng rất là giữ, vì thế nên là em đã quyết định đưa nó về hàng tại thị trường Việt Nam. Và tại shop hiện tại thì cũng có những cái sản phẩm như là Vazio CVT2 hoặc là Vazio CVT3. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bộ sản phẩm, đó là Ozio Music Musica Tube, mã của sản phẩm là DSP. Và bây giờ em sẽ mở hộp thiết bị này để các bác cùng tham khảo. Đây, thùng rất là to và cân nặng của nó phải đâu đó và cũng khoảng gần 10 cân cho một cái bộ dàn mini này các bác nhá, một cái ampli đèn mini này. Nhưng mà nó là một cái bộ hệ thống ampli đèn mini có cả loa các bác nhá. Nó sẽ bao gồm là một cặp loa này, rồi chúng ta sẽ có thêm một cái dock để các bác có thể chơi nhạc từ iPhone, những cái thiết bị iPhone thế hệ cũ, iPod, iPad ấy, để các bác lấy nguồn vào. Và khi là một chiếc ampli đèn, vì thế nên là nó rất là dễ hỏng khi mà vận chuyển, nên là cái đóng hộp và vận chuyển của cái thiết bị này, người Nhật, chủ Nhật người ta cũng như hãng người ta làm rất là cầu kỳ. Các bác có thể thấy là ngoài cái lớp thùng cắt tông ở ngoài thì chúng ta sẽ có ba cái modem thùng bé nữa, và mỗi một cái modem thì đều được bọc bằng xốp chống sốc như này. Bây giờ em sẽ mở hộp cái ampli lên đầu tiên. Ok, nó là một bộ mini và cái thiết bị này rất là hiếm tại thị trường Việt Nam. Đây là bộ đầu tiên các bác nhé. Khi mà tham khảo thông số trên mạng thì đây là cái bộ đầu tiên. Ok, đây em sẽ quay cho các bác này. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có hệ thống phụ kiện. Các bác có thể thấy nhờ hệ thống phụ kiện sẽ bao gồm này, dây AV này, rất nhiều dây AV. Vâng. Và hãng còn khuyến mại, cái người Nhật này hay là hãng người ta còn sản xuất cả dây loa bắp chuối cho cái thiết bị này. Dây cao cấp rất là tuyệt vời, dây nguồn này. Và một cái bút để các bác vệ sinh cái bụi ở trong cái bóng đèn, ở bên trong cái nắp bảo vệ bóng đèn. Và có cả điều khiển các bác nhé. Là một bộ ampli mini, con này sẽ nặng khoảng đâu đó khoảng 3 kg. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, em sẽ quay gần hơn cho các bác xem. Chúng ta đang để trên shop nó hơi lên kênh tí. Giới thiệu qua một chút về hình thức. Đó, các bác nhìn thấy xinh chưa? Đó, một biến thế nguồn này, rồi chúng ta sẽ có ba cái bóng đèn ở phía trong đây. Hiện tại thì đang bảo vệ bởi một cái căng sắt như này. Nhưng nhìn qua thì chúng ta có thể thấy là sẽ có ba bóng đèn. Tăng giảm âm lượng này, bật tắt nguồn này, có hai đường vào nai 1 và nai 2, và cái thân máy được làm bằng inox các bác nhá. Hai bên thì cũng được làm bằng kim loại rất là tuyệt vời. Cái nút cũng được làm bằng inox, và cái tăng giảm âm lượng thì nó sẽ theo khắc vạch chúng ta, khi chúng ta sờ vào thì nó sẽ cảm giác, các bác sẽ cảm nhận được. Đó. Một bộ rất là hiếm và độc. Ở phía sau đây thì chúng ta sẽ có cái thông tin của sản phẩm này. DSP-S1 này, rồi chúng ta sẽ có hệ thống cầu loa này. Rồi sẽ có hai đường vào tín hiệu với nai 1 và nai 2, dây nguồn 3 chấu, biến thế nguồn rất là to, bảo vệ rất là kỹ. Đó. Rất là tuyệt vời. Ampli thì hàng nguyên thùng, xuất sắc. Và cái bộ đèn này nó sẽ phù hợp với các bác sưu tầm này, rồi các bác sẽ để ở bàn làm việc cũng như phòng ngủ, rất là tuyệt vời. Và cái nguồn nhạc của các bác có thể thiết kế thêm một cái đầu CD để đẩy vào, hoặc là cắm từ điện thoại. Và cái máy này nó cũng gửi về cho chúng ta kèm cả cái dock iPod các bác nhá. Đây là cặp loa này, các bác có thể thấy này, cặp loa nguyên thùng xốp này, được người Nhật gửi về. Đây là một người chủ rất là kỹ tính, sử dụng sản phẩm rất là kỹ, họ giữ lại tất cả những thứ mà khi mà xuất xưởng như thế nào họ giữ nguyên. Cặp loa này nó sẽ nặng đâu đó khoảng 1 kg, 1,5 kg một bên. Đó, các bác có thể nhìn thấy này, loa bóng piano rất là đẹp. Đó, các bác nhìn chưa, loa bóng piano rất là đẹp, và nó sẽ có ê căng bảo vệ nữa.
cái càng bảo vệ này. Đó, loa hai đường tiếng các bác nhá, loa hai đường tiếng này. Gân của loa còn mới cứng luôn. Kích thước màng đâu đó khoảng 8cm, chắc đôm đường kính 2.5 được bảo vệ. Loa phủ bóng piano hoàn toàn. Phía dưới thì chúng ta sẽ có hệ thống đế cao su, nó sẽ chống xước cho cái đế mặt đế máy này. Phía sau thì được trang bị cầu rách loa tiêu chuẩn bắp chuối mạ vàng và nội thoát hơi. Đó. Mở cặp loa bên này. Ok, còn đây là cái vế loa còn lại. Các bác có thể thấy là cái hình thức rất là tuyệt vời, chủ nhật người ta dùng rất là giữ, cũng bóng piano này, rồi chúng ta cũng sẽ có một e căng bảo vệ, màng gân cao su cũng như là cái cước loa rất là đẹp. Đó, cái chóp thì còn rất là cân, chép thì được bảo vệ rất là kỹ rồi. Và ngoài ra thì cái kích thước của bộ này anh em cũng đã chia sẻ với các bác, thì nó sẽ phù hợp với cái không gian phòng ngủ của các bác hoặc là cái bàn làm việc của các bác có thể đặt trên cái bàn làm việc rất là tuyệt vời. Ok, bây giờ em sẽ mở đến cái hộp cuối cùng, đó là một cái hộp đốc. Cái hộp đốc này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái khả năng chơi nhạc từ cái iPod hoặc là những cái iPhone thế hệ cũ. Ngoài ra thì các bác cũng có thể cắm thêm những cái đường từ thiết bị bên ngoài như điện thoại, hoặc là có thể cắm thêm một nguồn phát khác là CD hoặc đầu giải mã vào, tại vì là nó máy còn được trang bị hai cái đường, đó là hai cái đường nan in. Ok. Và cái thiết kế của cái đốc này nó cũng sẽ có cái hình dáng, có cái hình dáng nó na ná cái thiết kế của âm ly các bác nhé. Đây, mình sẽ cho các bác xem. Rất là kỹ. Inox sáng bóng, Ozio Music Tube. Chúng ta sẽ đặt iPhone và còn là iPod vào đây. Đó, phía sau chúng ta sẽ có những cái đường ra của video này. Aux in cũng có này, thêm một cái đường vào của cái nguồn của cái thiết bị này và âm thanh sang cái đầu ampli. Đó. Cái đường aux video và S video đây thì các bác sẽ khi các bác cắm một con iPod từ thế hệ thứ 6 trở đi, nó có khả năng vào mạng hoặc là những cái iPhone 4, 4S ấy, nó vào được YouTube, thì cái máy này nó sẽ phát nhạc và các bác sẽ xuất được video này lên màn hình qua cái cáp video này lên màn hình TV. Đó. Ok, vừa rồi em đã mở hộp cái bộ sản phẩm Ozio Music Tube DSP1. Và bây giờ em sẽ kết nối thiết bị này và test âm của thiết bị này để các bác cùng tham khảo. Ok,
Ok, hiện tại thì em đã kết nối thành công cái hệ thống Audio Music Tube DSP1 cho các bác cùng tham khảo. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống rất là đẹp và xinh. Hiện tại thì cái mặt kệ 60 của em nó sẽ không đặt vừa cái hệ thống, toàn bộ hệ thống này. Vì thế em phải đặt hai cặp loa này lên chân. Thì bây giờ em sẽ quay lại gần hơn về cái hình thức cũng như là cái kích thước của thiết bị. Và em sẽ chia sẻ tới các bác một chút về cái cách chơi nhạc cũng như những cái dòng nhạc các bác có thể đưa vào như nào để kết hợp cũng như những cái đặc tính kỹ thuật mà thấy rất là thú vị trên thiết bị này. Cặp loa nó sở hữu chiều cao khoảng 23 cm, chiều sâu vào khoảng 11 cm và chiều rộng cũng vào khoảng 12 cm thôi. Tuy nhiên, loa được phủ bóng hoàn toàn bằng piano và sẽ đầy đủ e căng. Các bác vừa được thưởng thức cái liên khúc nhạc remix và các bác có thể thấy là cái gân của cái cặp loa này nó cũng rất là nảy, tạo ra một cái tiếng bass rất là tốt khi các bác chơi nhạc liên khúc. Mà cái đặc điểm của những cái bộ mini đặc biệt dạng đèn này không thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Lát nữa em sẽ test cho các bác nghe cái thể loại bolero sau nhá. Ok, và cặp loa thì hình thức tuyệt vời, 98-99%. Và cái đặc điểm ở trên ampli khi chúng ta kết nối điện vào, đây là một bộ sản phẩm xuất thị trường Nhật, vì thế nên nguồn điện nó là 100V. Ok, chúng ta sẽ có một hệ thống đầu máy đọc iPod riêng và một ampli chạy 3 bóng đèn. Ở phía trước chúng ta sẽ có 2 bóng 12U7 và phía sau chúng ta sẽ có một bóng 6E2. Và cái đặc điểm của cái bóng đèn phía sau các bác nhìn kỹ nhá. Tại vì cái căng thép này em sẽ không tháo ra cho các bác xem ở trong cái video này. Các bác đợi một chút để xem rút thẳng lên được không. À, nó có tô vít các bác nhá. Các bác nhìn thấy cái điểm tròn này chưa? Để chúng ta luồn tô vít vào để tháo cái nắp căng bảo vệ nó ra. Bóng đèn khi chúng ta sử dụng thì nó tránh chúng ta tiếp xúc với cái bóng. Và bóng đèn thì chạy rất là ấm rồi. Các bác sử dụng âm đi đèn là biết. Các bác có thể thấy là bóng đèn khi hoạt động nó sẽ sáng lên như này. Và các bác chịu khó nhìn một chút nhá, ở phía sau cái bóng trắng phía sau ấy, cái bóng trắng phía sau các bác nhìn nhá, nó sẽ có một cái hệ thống equalizer màu trắng. Đó, một hệ thống equalizer màu trắng bám vào cái bóng và khi chúng ta mở nhạc to, cái hệ thống nó sẽ nhảy theo, các bác nhìn nhá. Đó, các bác thấy chưa? Tiếng của âm đi chạy bóng rất là sạch tiếng, rất là sạch tiếng các bác nhá. Hiện tại thì em đang lấy nguồn từ một chiếc đầu giải mã sang qua đường line. Và ngoài ra thì các bác cũng có thể cắm cái đường iPhone, iPod, iPad. Mà khi iPhone, iPod thế hệ cũ để các bác chơi vào cái cổng 3-2 chân kìa. Đó. Còn các bác có thể cắm đường CD cũng như là đường DAC vào để lấy nhạc tín hiệu qua cái đường line khác. Các bác lưu ý nhé, cái chỗ G lên phía trên này, chúng ta sẽ có một cái panel nhôm phay rất là đẹp bảo vệ hai cái đồng bóng 12U7. Đó, phía sau là bóng 6E2. Đó, chúng nó sẽ thiết bị này nó sẽ chạy 3 bóng và một cái nguồn ở đây. Vì thế vì là một bộ ampli đèn cho nên là cái kích thước cả bộ nó cũng khá là nặng, nó nặng đâu đó khoảng chục cân của bộ dàn đấy các bác nhá. Em sẽ quay cho các bác một chút cái cách đầu nối phía sau của thiết bị này. Đó, đây là chúng ta sẽ có một cái dây từ cái đốc sang. Tuy nhiên thì cái iPhone của em nó bị hỏng mất rồi, không test được cái đường này. Còn đây là đường tín hiệu từ đầu giải mã sang. Hệ thống cầu loa thì được thiết kế dạng bắp chuối, hai nguồn điện nuôi hai cái thiết bị khác nhau. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ test một cái bài hát về nhạc bolero nhá. Đợi em một chút này. Chúng ta sẽ cho to tiếng một chút. Ngày quá hững hờ. Trời còn là mưa rơi từng phiến mây hồng em mang trên vai, vui buồn như lá gió mãi cuốn đi quay tần cút. Để cho cành hoa héo khô
một hai năm hay là cả đời xuân xanh. Ngày nào đầu phá tuyết dương vẫn mong tái ngộ một lần. Chàng đi chinh chiến gieo nào rừng khuya là mong chiến thắng vai mang vòng hoa. Còn em khuya sớm chấp lo miền quê cho lúa lên ngôi hai mùa, sống cho tình yêu thế hệ. Ngày anh xa vắng, tóc buông giữa vẹn lời thề, ước mong ngấn lệ ngày về, thay dòng nước mắt chia ly. Vì trời làm phong ba nên đời hội ngộ chia ly, lệ rơi nhiều hơn nước mưa, dẫu cho bốn biển chẳng vơi. Ok, các bác vừa thưởng thức bản nhạc Xa Vắng của Thiên Kim qua sự thể hiện của bộ dàn mini đàn và Ozio Music Tube DSP1. Bác nào quan tâm tới thiết bị này thì có thể liên hệ tới số hotline để bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.